Em xin kính chào toàn thể quý khách hàng thân thương của Đồ Sĩ. Em xin kính chúc toàn thể quý khách các một buổi tối cuối tuần thật vui bên gia đình thân thương của mình ạ. Cảm ơn các bác rất nhiều vì đã có mặt trong ca live buổi tối ngày hôm nay. Tối nay thì tiếp tục em có thêm cho các bác một cái lô sản phẩm áo phao. Các bác nhắc phao ngày hôm nay phao lông vũ cũng rất là nhiều. Áo này thì vẫn cam kết với các bác là hàng bao đầu kiện nhá. Hàng vẫn do chính tay em tuyển chọn từng chiếc một trong một cái kiện nguyên đai nguyên kiện. Hiện tại một kiện phao Nhật Bản nó tầm 100 cân thì khi mà cắt ra ấy, hàng lấy về để phục vụ các bác thì nó chỉ có tầm 10. Tối đa là 20 cái phao trong một kiện thôi các bác nhé. Ở đây thì em có 40 mã này thì cũng cắt từ hai kiện phao Nhật ra các bác nhé. Hàng hiệu và hàng đẹp bây giờ nó càng ngày nó càng hiếm rồi. Đó. Phao ngày hôm nay thì hàng hiệu nhiều đấy các bác nhé. Nó cũng có rất là nhiều áo nếu mà các bác mua với cái giá mua mới đấy các bác nhé. Nó có thể lên tới trên 10 triệu đồng. Trong lô hàng này chắc chắn vẫn có những cái áo như vậy các bác nhé. Phao lông vũ giá hiện tại thị trường Đồ Sĩ các bác nhé thì giá của nó cũng đâu đó phải tầm 700-800 thì các bác mới mua được một con áo phao mà nó đủ tốt để dùng nhé. Còn nhà bên em cam kết với các bác mức giá bán áo phao kể cả phao lông vũ giá chỉ trên dưới 400.000 thôi, nhưng nó sẽ là phao đầu kiện và đều là những cái mã phao gần như đẹp nhất thị trường hiện tại các bác có thể mua rồi nhé, giá trên dưới 400.000 các bác nhé. Còn phao thì nó sẽ có phao lông vũ và phao trần bông thôi. Phao trần bông thì bên em sẽ bán giá nó thấp hơn là phao lông vũ nha, điều đó là tất nhiên các bác nhé. Đó, có mấy con đát này cũng đẹp này, có mấy con đát này cũng rất là đẹp các bác nhé. Phao lông vũ, phao béo đầy đủ các bác nhé, phao lông vũ, phao béo cũng rất là nhiều. Đó. Hiện tại thì hàng mùa đông nhà bên em thì đã gần như là chuẩn bị xong hết rồi các bác nhé, áo phao này, áo len, quần gió, quần thể thao, thậm chí là những mã áo khoác thể thao luôn. Là nhà em đã chuẩn bị hàng xong hết cho mùa đông năm nay rồi các bác nhé. Đây ấy, thì mới chỉ là một cái số lượng hàng nhỏ thôi các bác nhé. Hàng nhà bên em thì vẫn cam kết với các bác là cập nhật hàng mới cho các bác mỗi ngày. Thì cứ 7 giờ tối mỗi ngày thì bên em sẽ lên cho các bác một cái kiện hàng mới về các bác nhé. Đó. Các bác nếu mà chưa đăng ký kênh thì vui lòng cho em một lượt đăng ký kênh nhé. Khi các bác đã đăng ký kênh rồi thì khi mà bên em lên lịch sản phẩm nó sẽ báo về máy cho các bác để các bác tiện theo dõi các bác nhé. Các bác phần kênh của em sẽ có cái chữ đăng ký đấy, các bác ấn vào cái nút đó là xong rồi. Ngày hôm nay thì em sẽ quay lại với mã K các bác nhé, mã K cho em ạ. Và một lưu ý đặc biệt với khách hàng mới lần đầu tiên mua hàng trên kênh thì vẫn phải chuyển khoản cọc bên em mới đi đơn các bác nhé. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ đến với mã K các bác nhé. Với dòng áo khoác như thế này thì bên em vẫn sẽ cung cấp cho các bác cái thông tin thông số đầy đủ nhất. Chiều dài áo, chiều ngang áo, độ rộng của vai kèm với size áo các bác nhé. Còn các bác muốn biết thêm thông tin về sản phẩm, các bác có thể nhắn tin gọi điện qua cho bên em tư vấn chi tiết chiều cao cân nặng cho các bác nhé. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu bằng mã K1 các bác này. K1 thì em lên cho bác một con phao lông vũ nhé. Con này sẽ là phao của lông ngỗng đấy các bác, phao lông ngỗng nhé, lông vũ. Phao lông vũ các bác nhé, dòng này sẽ là phao lông ngỗng, con này là một cái dòng cực kỳ đẹp của thằng Nhật Bản đấy các bác. Con này là hàng của Nhật nhé, nó nhẹ và nó rất là đẹp. Đó. Đẹp các bác nhé, lông ngỗng thì nó bao mềm, bao nhẹ, bao ấm luôn. Con này là dòng premium luôn. Dòng premium của thằng thương hiệu Nhật đấy các bác, thằng này hàng của thằng Nhật Bản các bác nhé. Tem của nó sẽ là tem Nhật. Kiện này thì khu điều kiện Nhật hết. À, hàng này thì khu điều kiện Nhật hết các bác nhé. Con này đẹp lắm các bác nhé. Con này mua mới cũng đắt lắm đấy. Con này hàng của thằng Closeu Nhật Bản. Một cái thương hiệu làm đồ cũng rất đẹp của Nhật các bác nhé. Phao lông ngỗng đây ạ. Con này dài 70 ngang 58 các bác nhé. Dài 70 ngang 58. Con này chốt cho em là size L này. 70 75 cân mặt đẹp, cao 1m7 quay đầu nhé. Con này siêu mới luôn. 300.000. K1. K2 em đây cho bác thêm một con phao lông vũ nữa. Hàng của La Fuma nhé. La Fuma, con này sẽ là bản La Fuma tem Hàn này. Con này các bác cứ check giá đi. Em nói thật với các bác, con này giá bán mới nó rất là cao luôn. Con này là một con phao cực kỳ chất lượng các bác nhé. Con này em bán kể cả là 1 triệu chắc chắn vẫn đầy người mua. La Fuma này, các bác lên check giá đi. Con này bản tem Hàn đấy. Mấy con này giá thị trường của nó hiện tại đang là 800 cho tới hơn 1 triệu các bác nhé. Tùy shop người ta bán nhé. Còn nhà bên em thì vẫn đang để cái giá hàng đầu mùa các bác nhé.
Còn đến giữa tháng 10 và qua tháng 11 thì sẽ là cái tháng nó vào mùa hàng đông rồi, nên hàng phao nhà bên em cũng tăng giá các bác nhé, bác lưu ý giúp em ạ. Còn hiện tại vẫn đang là cái giá đầu mùa nên rất là tốt, các bác tranh thủ mua được mã nào thì mua nhé. Lông vũ các bác nhé, phao lông vũ con này thì cực kỳ đẹp luôn, thật sự không có gì để chê. Con này là 10 người nhận hàng là 10 người ưng, bởi vì đây là một con áo không có gì để chê các bác nhé. Nó là hàng hiệu phao lông vũ và độ mới thì như một con áo mới luôn. Con này hàng thương hiệu lớn lắm các bác nhé. Con này mũ tháo được luôn, đẹp lắm các bác, tranh thủ các bác nhé, tranh thủ đi ạ. Dài 70 ngang 55 vai 50, con này 500 thôi. Các bác lên cho em mã K2 các bác nhé. Con này các bác mua 1 triệu vẫn rất rẻ, hoặc các bác mua về các bác bán, có thể giá các bác bán có thể gấp đôi gấp ba được nhé. Cái này em chắc chắn cho các bác luôn. Còn con này ngày hôm nay với cái mức giá đầu mùa vẫn là 500.000 bao ship nhé. Dài 70 ngang 55 vai 50, con này trên dưới 70 cân, chuẩn size L cho em các bác nhé, 68, 72, 73 cân. Không có gì để chê luôn, thật sự. Rồi bác nào mà thích mặc áo của Đát thì em có con Đát này nó cũng đẹp nhé. Con Đát này cũng là một bản Đát cổ đấy, bản Đát nó sản xuất cách đây cũng khá lâu rồi đấy các bác nhé. Đát đời ngày xưa thì thật sự cái chất liệu của áo nó rất là đẹp, và cái form áo và cái phối màu của nó nữa. Con Đát này đời sâu các bác nhé, con Đát này đời sâu nhưng nó là một con Đát còn rất là mới. Vẫn là cái phối màu đen trắng đơn giản của Đát thôi, nhưng đây em nghĩ là cái phối màu đẹp nhất của thằng Đát, cái phối màu làm lên tên tuổi. Con này thì là một con dù nỉ các bác nhé, dù có lót nỉ bên trong đó. Thời tiết mà không quá lạnh thì các bác mặc mấy con này là đẹp cho em này. Vẫn là ba sọc hai bên cánh tay, con này form áo cũng rất đẹp, rất chuẩn chỉ các bác nhé. Con này chuẩn size L cho em này, bác nào cũng trên dưới 70 cân, 68, 72, 73 cân, cao 1m7 mặc đẹp cho em con này nhé. Con này là một con Đát được sản xuất tại Nhật Bản nhé, con Đát này made in Japan. Bản Đát này đời khá sâu rồi nên cái chất lượng của áo nó cực kỳ tốt luôn các bác nhé. Cái mấy cái sản phẩm của Đát hiện tại so với mấy cái dòng Đát nó sản xuất cách đây hơn chục năm ấy, thì theo quan điểm cá nhân của em thì cái đời Đát như thế này này, nó làm đồ chất lượng hơn rất là nhiều so với mấy con Nai Đát bây giờ các bác nhé. Tiếp theo đây cho bác thêm một bản lông vũ ạ. Con này cũng là một con áo phao béo, con này sẽ là form áo phao béo này. Con này cũng là áo lông vũ luôn các bác nhé. Hàng này của thằng Fivercore Nhật Bản, hàng cũng đẹp lắm. Đó, con phao lông vũ này thì sẽ phù hợp với bác nào mà thích cái phong cách nó đơn giản. Nó đơn giản thôi, nó một màu thôi. Nhưng đây là một con áo với cái form cực kỳ đẹp các bác nhé. Một con phao lông vũ, form là form phao béo đấy. Phao đẹp lắm các bác ơi, con này không lấy thì lấy con nào nữa ạ. Hàng mùa đông năm nay đẹp lắm các bác nhé, so với năm ngoái thì hàng ngày hôm nay nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Con này đẹp các bác này, đơn giản lắm nhưng mà phao lông vũ dày béo, phao béo đấy các bác, mặc nhẹ nhàng lắm và dòng này thì quá ấm rồi. Phao lông vũ bây giờ các bác mà mua hàng Quảng Châu Trung Quốc thì giá nó cũng phải 1-2 triệu một áo rồi. Hàng Nhật các bác nhé, bên trong có làm cái lớp giữ nhiệt luôn, bao ấm bao đẹp, bao mới luôn cho các bác nhé. Con này chuẩn size L, con này thì mũ không tháo được, con này mũ liền nhé. Đơn giản thôi nhưng rất đẹp các bác nhé. Con này size L 68-72 cân, 68-72 cân, cao 1m7 mặt đẹp các bác nhé. Dài 68 ngang 55 vai 48 cho em con này, 420 các bác nhé, 420 thôi. Các bác lên cho em mã K4. Hiện tại thì em cao 1m72 và nặng 72 cân các bác nhé. Hiện tại em 72 cân, cao 1m72, 73 cỡ đó các bác nhé. Hiện tại em đang mặc size L. Đây, lên cho bác thêm một con hàng hiệu nhé. Con này sẽ là một con áo với cái form cực kỳ đỉnh. Con này là một con hàng của Diesel, một con áo nếu các bác mua mới em nghĩ nó cũng phải mười mấy triệu một áo. Diesel thì nhà em có, hàng cũng rất là đều nhưng mà để về được một con form như thế này thì nó gọi là quá may mắn luôn. Đây là một con áo dù, chất dù cứng cáp nhá. Con này form áo cực kỳ đỉnh, hàng của Diesel luôn. Con này không biết để cho các bác mức giá bao nhiêu đây. Và nó mới lắm.
Hàng nhà bên em thì các bác chỉ có săn trên trực tiếp trên live được thôi nhá. Các bác chịu khó, các bác 7 giờ tối mỗi ngày thì các bác vào kênh các bác săn hàng. Chứ bên em sẽ không bán trước bất cứ một áo nào cho một ai các bác nhé. Chỉ có săn đồ trên live thôi. Con này là một con Diesel, size của nó đang để là size M nhé, size M. Nếu với cái form áo này thì em sẽ tư vấn chuẩn chỉ cho các bác là 65 cho tới tối đa là 70 cân các bác nhé, 65 cho tới 70 cân. Con này em 72 cân thì mặc nó hơi bị kích một chút thôi, nếu mà các bác chịu được cái cảm giác kích đó thì 72, 73 cân lấy cho em vẫn ok. Còn con này em tư vấn chuẩn chỉ cho các bác là 65, 70 cân thôi nhé. 65, 70 cân thôi. Đây là một con Diesel có thể gọi là rất mới luôn. Đẹp lắm. Mười mấy triệu đây các bác. Đó. Cái sức mạnh, cái lợi thế của đồ si nó là như vậy thì các bác. Hàng hiệu, độ mới cao. Giá bằng 1 phần 10, đôi khi 1 phần 20 so với giá các bác đi mua mới đấy. Con này nếu mà em bán một vài triệu là chuyện bình thường nhé. Con này em bán với mức giá một vài triệu là chuyện bình thường, dễ bán lắm. Con này để cho các bác mức giá 900.000. 900.000 các bác nhé. Rồi con này dài 70, ngang 56, vai 45. Con này 900k. Các bác lên cho em mã K5. K6 ạ, lên cho bác thêm một con phao béo, phao lông vũ nhé. Con này thì mũ tháo được. Áo ngày hôm nay không nhiều nhưng mà áo nó cũng rất là đẹp đấy các bác. Cũng rất xứng đáng. Con này cũng là một con lông vũ rất là dài. Đây là phao béo lông vũ nhé. Con này các bác thích để mũ cũng được, mà các bác tháo mũ ra cũng được luôn nhé. Mũ này tháo lắp được. Đẹp lắm các bác này. Con này mà không lấy nữa thì đó. Các bác phải nhanh tay nhé. Hàng này không có nhiều, bán với cái giá này các bác không nhanh tay là không còn đâu. Hôm sau là không có đâu. Thường thì hàng áo phao thì bên em sẽ bán trực tiếp hết trên trong ngày luôn. Còn qua ngày hôm sau thì nó còn lại 1-2 mã thôi. Rồi con này đỉnh các bác nhé, con này cũng full lông vũ 100%. Con này em nghĩ mặc nó sẽ đẹp hơn nếu như các bác tháo cái mũ ra. Mũ này trừ cái trường hợp các bác mặc vào thời tiết quá lạnh thôi. Còn không thì tháo cái mũ ra các bác nhé. Áo này mà các bác tháo mũ ra thì thôi rồi luôn. Mặc cái form không có gì để chê luôn các bác nhé. Con này nó đang để là size M thôi, nhưng mà con này em 72 em mặc cũng gọi là mặc được. Nhưng mà nó cũng không kiểu quá thoải mái đâu. Con này thì bác nào cứ chuẩn size M lấy cho em. Bác nào mà cỡ loanh quanh 60-68 cân ấy, là mặc đẹp, cao cỡ 1m7 cho em các bác nhé. Con này vẫn là một con full lông vũ 100% luôn. Dài 70, ngang 56, vai 48. Con này 460.000 thôi các bác nhé. Các bác lên cho em mã K6. K6. K7 có một con đát. Con này thì đát khui ở kiện phao các bác nhé. Chứ nếu mà đát khui kiện gió thì bên em sẽ để vào K-line áo gió nhé. Còn mấy con đát kiểu đát nỉ hay là đát bông mỏng đấy, đát phao mỏng ấy thì nó sẽ nằm trong kiện phao. Con này cũng là một con đát rất là dày dặn đấy nhá. Đát nằm trong kiện phao ấy thì nó cũng rất là dày dặn chứ không phải mấy con đát mỏng, đát gió mỏng đâu. Con này size S mặt đẹp. Size S mặt đẹp cho em, con này phối màu không có gì để chê nhá. Con này cũng như mới luôn. Bác nào 50 55 cân, cao 1m65 quay đầu mặc đẹp cho em con đát size S này. Logo thêu áo như mới luôn. 280.000 thôi, 280.000. Các bác lên xem mã K7 này, K7 các bác nhé. Dài 66, ngang 55, con này size S không? K8 các bác này, K8 có con này cũng rất đẹp. Chúng ta đến với một con áo của Puma. Con này là hàng vintage, là hàng mấy cái đời sâu ấy các bác nhé. Thì nó mới có mấy cái form và mấy cái phối màu như thế này thôi. Đây là một con áo với cái phối màu cực kỳ đỉnh các bác nhé. Đó, các bác nhìn hàng của Puma, của Nike, của Dad cách đây tầm mười mấy 20 năm nó làm đồ nó đẹp kinh khủng như thế này các bác này. Ngày xưa phải làm đẹp như thế này thì mới bán được. Còn chứ bây giờ thì hàng của Nike, Dad nó làm đơn giản lắm. Chất liệu của nó cũng chẳng tốt đâu. Mà nó bán cũng vẫn còn rất là đắt. Con này size L cho em nhé, nó đang để là size L. Con này form bomber nên cái form nó sẽ rất là ngắn như thế này thôi. Cái form, cái cạp đó, cái phần dưới của nó chỉ đến ngang thắt lưng, qua thắt lưng một chút thôi. Bởi vì nó là form bomber nhé. Còn con này là chuẩn size L cho em. Mấy cái áo này thì các bác chỉ có mua được ở đồ si thôi. Mua đồ mới thì không bao giờ còn mấy cái phối màu như thế này được.
một con Puma chính hãng các bác nhé. Ngoài giá trị về cái mặt thời trang thì nó còn giá trị về cái mặt sưu tầm nữa các bác. Và con này nó như mới, con này áo siêu mới luôn. Nó sẽ là chất dù nỉ các bác nhé, chất dù nỉ, nói chung là dày dặn ấm áp cho các bác. Con này dài 65, ngang 55, vai 50, con này 360.000 thôi. Các bác lên cho em mã K8. K8 con này 360 rồi nhá. Con này có mũ này, các bác dùng mũ thì tháo mũ ra. K9 đây cho bác thêm con lông vũ, con này cũng rất là đẹp. Cái phối của con này cũng rất là hay đúng không nhá. Cái thiết kế đấy. Đây cũng là một con phao lông vũ luôn. Đây cũng là một con phao lông vũ các bác nhé. Size nó đang để là size XL. Con này đẹp lắm các bác này. Con này XL thì không được. Con này em nghĩ chuẩn size L thôi. Con này chuẩn size L thì mặc đẹp. Đẹp các bác nhé. Con này phối đẹp lắm. Con này là hàng của Nhật các bác nhé. Con này thì em tư vấn cho các bác từ 60 cho tới 68 cân thôi nhé. 60 cho tới 68 cân. Em 72 cân mặc con này thì nó bị rất là kích, kích cả phần ngực với cả phần nách luôn. Con này 60-68 cân, cao loanh quanh 1m7 đổ lên mặc cho em là đẹp các bác nhé. Con này các bác cứ chốt cho em size M mặc là đẹp. Size M nhé, 60-68 cân, cao 1m7 đổ lên mặc đẹp. Con này như mới. Phao lông vũ của Nhật 100% nhé. Nó sẽ mới từ trong ra ngoài các bác nhé. Mới không tì vết luôn. Một con phao béo lông vũ. Dài 74 ngang 60, con này chốt cho em cái giá là 460.000 thôi. Các bác lên cho em mã K9. K9 460 các bác nhá. 60 tối đa 68 cân, cao 1m7 quay đầu các bác nhá. 600 ạ, K9. 460 em nhầm các bác nhá, 460.000 K9. K10 này. K10 đây vẫn là một con phao lông vũ ạ. Đây vẫn là một con phao lông vũ siêu mới, nó sẽ là cái dòng premium luôn. Con này đẹp thật sự luôn. Nhật các bác nhé. Con này cái màu của nó cũng đẹp các bác. Con này cái màu của nó cũng rất là đẹp luôn. Rẻ thực sự luôn. Hàng phao nhà bên em thì gần như bên em sẽ hạn chế tối đa cái việc bom hàng và hoàn hàng các bác nhé. Bởi vì phao như thế này bán với mức giá như thế này thì thực sự nó không xứng đáng bị để bị hoàn hàng về các bác nhé. Một mã như thế này thì thường nhà bên em sẽ có vài người hỏi trở lên đó, nên các bác chốt chắc giúp em nhé. Còn cần tư vấn thêm về chiều cao cân nặng thì cứ nhắn tin, cứ gọi điện qua, bên em sẽ tư vấn chi tiết cho các bác luôn, nên các bác cứ yên tâm. Các bác mua một cái áo phao cỡ 400-500 nghìn thì nói nó cũng không phải là rẻ đâu. Nhưng mà nếu mà so với cái giá phao thị trường thì thực sự giá này là rất rẻ luôn các bác nhé. Và hàng nhà bên em thì các bác nhìn thôi, các bác nhìn qua là các bác biết rồi. Đó là hàng đỉnh các bác nhé. Rồi cái này chốt cho em là size XL này. XL các bác nhé, con này 72 cho tới 78 cân nhé. 72 cho tới 78 cân mặc đẹp ạ. Con này 80 cân mặc vẫn ok nhé. Nếu mà các bác 72, 73 cân thì mặc cái form nó nhìn nó hơi rộng một chút giống em. Còn con này thích mặc đẹp thì 75-80 cân mặc đẹp cho em. Dài 85 ngang 60 vai 50. Con này bác nào 1m7 cho tới 1m75 mặc đẹp. Thậm chí 1m8 mặc vẫn ok nhé. Con này 460.000. Các bác lên cho em mã K10. K11 lên cho bác thêm một phao lông vũ. Con này thì cũng là một con phao nhìn đơn giản lắm. Nhưng đơn giản nhưng mà đẹp đấy các bác. Con này nó đang bị kẹt khóa rồi các bác nhé. Con này nó đang bị kẹt khóa. Để em xử lý phần khóa sau cho các bác nhé. Xem size nhé. Em sẽ xem size con này là size gì tư vấn cho các bác luôn. Con này là một con phao lông vũ của thằng Uniqlo. Size trên áo nó đang để là size L cho em này. Một con Uniqlo phao lông vũ size L. Con này cũng là một con phao với cái mũi phao rất là đẹp. Đều tăm tắp nhé. Phao thì rất là phồng. Đây là 100% lông vũ các bác nhá. Phao lông vũ mà mấy cái bản như thế này của Uniqlo các bác mua mới cũng phải là vài triệu ạ. Rẻ nhất thì cũng phải là 2 triệu.
Chốt cho em mã này size L các bác nhé. Chốt cho em mã này size L, dài 70 ngang 60 vai 48, con này 420.000 các bác nhé. 420.000, hiện tại thì con này có cái hiện tượng bị kẹt khóa ở đây. Kẹt khóa ở đoạn này, cái này thì chắc em nghĩ là xử lý rất là đơn giản thôi. 1 phút 30 giây thôi các bác nhé. Chứ nó không bị hỏng, không bị lỗi gì đâu. Em biết cách xử lý, nó chỉ là bị kẹt thôi các bác nhé. Con này 420.000, các bác lên cho em mã K11. K12 bác nào mà size M chốt luôn con đát này, khỏi phải suy nghĩ nha. Con này là đát phao mà nó sẽ là cái dòng phao mỏng thôi. Nó vẫn trần cho các bác một cái lớp bông đấy, nhưng nó sẽ vẫn là một con phao không quá dày đâu. Nhưng mà con này các bác mặc mùa đông mà kiểu thời tiết nó lạnh thì các bác mặc bên trong một con áo len là đủ ấm rồi. Con này thì cứ chốt chuẩn cho em là size M các bác nhé. 60-65 cân, cao 1m68, quay đập lấy con đát này cho em. Con này thì mới không tì vết. Đây là dòng Adidas Gold các bác nhé. Mua mới cũng là vài triệu đồng. Như mới cho em các bác nhé. Chuẩn size M. Con này dài 66 ngang 58. Con này 400.000. Các bác lên cho em mã K12 ạ. K13 em có con này cũng rất là hay. Con này các bác mặc đi mưa được. Nó sẽ là cái dòng mà dòng mặc đi mưa đi bão đấy các bác. Đẹp cực kỳ luôn. Con này sẽ là một con áo của thằng Quicksilver các bác nhé. Nó cũng là một cái thương hiệu làm đồ outdoor rất là đỉnh. Giá bán không hề nhẹ một chút nào đâu. Con này phối màu đẹp. Nói chung mùa đông thì các bác cũng nên mua một vài con áo như thế này. Thứ nhất, nó sẽ vẫn đủ ấm cho các bác để mặc mùa đông. Thứ hai, nó có thể chống được nước cho các bác. Kiểu mưa phùn, mưa xuân đấy các bác. Mưa mùa đông thì các bác mặc mấy cái mã này. Mưa thì mặc mấy cái mã này nó đẹp hơn là các bác mặc áo phao. Áo phao đôi khi nó sẽ bị ướt đấy, nó sẽ bị ẩm. Còn mặc con này thì chắc chắn nó sẽ rất là khô ráo nha. Yên tâm các bác, bởi vì đấy là cái công năng của cái áo này. Mặc cho mùa đông mà nơi nào có nhiều mưa đấy các bác nhá. Con này thì cứ chuẩn size L cho em, con này nó đẹp với tất cả mọi thứ luôn. Đó, nó là hàng hiệu, nó là phối màu đẹp. Và nó là một con áo có thể chống mưa được, chống nước các bác nhá. Con này đẹp lắm. Con này bác nào mà trên dưới 70 cân. Bác nào cỡ 68, 72, 73 cân, cao 1m7 đổ lên mặc đẹp xem con này. Đẹp lắm các bác. Áo này các bác mua 700-800 mình thấy vẫn còn rất là rẻ nhá. Con này bán cho các bác mức giá về trải nghiệm nhé. Con này bán cho các bác mức giá là 380.000. Về thử xem những cái gì em giới thiệu về sản phẩm xem có chuẩn hay không. Bởi vì mấy cái con này lâu lâu về được một con thôi. Con này em bán 500-600.000 vẫn đầy người mua đấy các bác nhé. Dài 78 ngang 60 vai 50. Con này chốt cho em size L các bác nhé. 380.000 các bác lên cho em mặc K13. K13. K14 đây. Bác nào mà lần trước săn hụt con này thì em về cho bác thêm một con này thậm chí nó còn đẹp hơn. Con này là một con Patagonia các bác này. Mấy cái bản này hiện tại thị trường đồ si nhá, mà nó độ mới như thế này nó đang bán là 1.5-2 triệu các bác nhá. Con này cũng là một con áo rất là đẹp. Cái thời điểm hiện tại thì thật sự em khuyên các bác nên săn hàng phao. Hàng nó rất là đẹp và hiện tại giá nhà bên em đang rất là rẻ các bác nhá. Con này size này, con này size L cho em. Đó, form áo này thì nó sẽ là cái form ngắn như thế này thôi, nó giống như là form áo bomber đấy các bác nhá. Hàng Patagonia, con này giống như là phao nỉ đấy, chất nó dày nhá, nó không phải là áo dù áo gió đâu. Con này là dòng phao nỉ đấy các bác, dày dặn form áo đẹp. Bản này cực kỳ hiếm trên thị trường luôn. Bác nào săn được áo này thì chúc mừng các bác luôn nhá. Con này trên dưới 70 cân, cao 1m7, quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Form áo bomber này mặc nó sẽ hơi ngắn, bác nào không quen mặc thì đừng mua các bác nhá. Phao nỉ rất là dày. Con này 420.000 thôi các bác nhé. Dài 66, ngang 55, vai 50. Con này 420 thôi. Các bác lên cho em mã K14. K15 ạ. K15 lên cho bác thêm một con phao lông vũ. Đây là cũng dòng bản lông vũ premium đấy các bác. Cái bản lông vũ kiểu như là cao cấp nhất của mấy cái thương hiệu nó có thể làm ra rồi đấy các bác. Cái này size nó để là size XL. Cái phao lông vũ này thì của Nhật. Màu này thì cũng là một cái phối màu hiếm đây. Lâu lắm rồi mới về được một con áo phao lông vũ phối màu như thế này các bác nhé. Cái này vẫn là hàng của Nhật cho em. Đó, áo phao thì bên em thì ngoài những cái áo phao của những cái thương hiệu lớn thì còn lại nó sẽ là hàng của thị trường Nhật Bản các bác nhé, nội địa Nhật. Con này hàng phao của Nhật lông vũ 100%. Size con này nó đang để là size XL.
bác nào mà cỡ 68, 78 cân. 78 cân thì mặc con này em sợ nó hơi ôm một chút, con này bởi vì em 73 cân em mặc gần như là vừa khít rồi. Con này bác nào mà cỡ 68, 75, 76 cân mặc đẹp cho em nhé. Đẹp cực kỳ các bác nhá. Con này em 73 cân thì mặc nó vừa vặn rồi. Không cần phải lên cũng chẳng cần phải xuống đâu. Loanh quanh 70, 72, 73 mặc là đẹp rồi các bác nhá. Tối đa cho em thì 75 thôi. Các bác đừng cố quá nhá, đôi khi các bác cố quá nó sẽ bị chật đấy. Mà bị chật nó các bác mặc không được nó sẽ rất là phí. Con này dài 70 ngang 60 vai 48, dài 70 ngang 60 vai 48 á. Con này 460.000 các bác nhá. Các bác lên cho em mã K15 460.000. Đẹp đấy các bác. Tiếp theo này. K16 ạ, K16 đây cho bác thêm một con phao lông vũ của Uniqlo này. Con này form của nó sẽ rất là phồng nhá. Cái mũi phao con này sẽ rất là phồng, nó phồng giống như là cái dòng giờ nó phây 700 ấy. Mà hôm bữa em mới bán một con rồi các bác nhé. Con này cái form của nó y chang. Form này thì nó cũng gọi là hiếm, siêu hiếm luôn các bác. Phao lông vũ mà lấy được mấy con như thế này quá vui rồi. Nói chung cắt phao bây giờ em không có cần phải quá nhiều hiệu giống như là quá nhiều áo Nike của Dad. Các bác thấy hàng áo phao mà mấy con Nike Dad nhìn nó đâu có chất lượng đâu, nó đâu phải là phao lông vũ đâu. Đó, nếu mà các bác xác định mua phao lông vũ ấy, đừng tập trung quá vào hàng hiệu như là Nike, Dad hay là Puma này kia các bác. Bên đấy thì nó chuyên sản xuất hàng thể thao thôi. Có thể hàng thể thao nó đẹp nhưng mà mấy con phao của nó làm chưa chắc đã đẹp đâu. Còn nếu mà các bác đã chơi phao, các bác chuyển qua các bác chơi phao của Nhật cho em, chắc chắn các bác sẽ thích. Chất lượng đôi khi nó vượt xa so với mấy cái thằng Nike, thằng Dad luôn các bác nhé. Con này đẹp cực. Con này là con Uniqlo phao béo, phao lông vũ form con này rất là mập, rất là béo luôn. Size L các bác nhá, 70 78 cân con này cho em. Phao béo thì cũng 460 luôn. Dài 70 ngang 62 vai 52, con này 70 78 cân các bác nhá. Uniqlo chính hãng 460.000 K16. K17 có con này cũng rất là hay. Đó, con này sẽ là một con The North Face các bác nhá. Con này là một con The North Face size M cho em này. Con này bác nào mà loanh quanh 60 cho tới 65 cân các bác nhá. Cao 1m7 quay đầu. Con này thì hay một cái, các bác mua một nó sẽ được hai nhá. Con này nó sẽ là hai áo nó ghép thành một nhá. Để dễ hiểu thì nó sẽ là như thế này. Cái lớp ngoài của nó sẽ là một con áo The North Face áo gió các bác nhá, áo gió. Đó, đây, nó sẽ là một con áo The North Face áo gió cũng rất là dày dặn nhá. Bên trong nó có thêm cho các bác một con áo phao nữa. Thêm một con áo phao nữa, phao lông vũ siêu nhẹ luôn các bác nhá, nằm ở phía trong. Hai cái áo này các bác có thể tách nó ra thành hai cái áo riêng biệt đó, bởi vì cả hai con áo nó đều có tem cốt, tem sườn đầy đủ cả, nó hay ở cái chỗ đấy đấy các bác. Đây cũng là một con áo lần đầu tiên mà em cắt kiện ra của giờ nó quay mà nó có cái thiết kế kiểu như thế này các bác. Đó, con này các bác có thể tách ra thành hai áo nhá. Đó, tách ra thành hai áo được, một con áo gió của giờ nó quay và một con phao siêu nhẹ của giờ nó quay, nó vẫn nằm bên trong nữa. Size M cho em nhá. Con này thì mũ có thể tháo ra được. Thôi để em tháo ra cho bác xem luôn. Tại em sợ mất công đến cái lúc mà ship hàng đi nó bác không biết lắp lại thì nó hơi mệt. Nhưng mà con này tháo lắp thì nó cũng đơn giản lắm. Không có gì khó khăn hết các bác nhá. Hay chưa? Đó. Lấy cái áo ra. Tháo cái này ra. Đơn giản lắm các bác nhé. Cái áo này bây giờ em mới tháo ra. Áo này bây giờ em mới tháo ra. Rồi đây. Hay thật sự luôn ạ. Đẹp các bác nhé. Đó, nó là chuẩn size M nhá. Riêng con phao của giờ nó phơi siêu nhẹ này thôi thì có thể bán đến 800-900 nghìn rồi các bác nhá. Còn đây tặng cho các bác thêm một combo con này nữa, một con áo gió này còn chống nước nữa các bác này. Gió này còn gió chống nước, còn dày dặn đấy chứ, nó xứng đáng không các bác? Nó có xứng đáng không? Nó có xứng đáng để các bác theo dõi like của nhà bên em không? Con này em sẽ để cho các bác mức giá là 800 nghìn thôi các bác nhá. 800.000 chốt cho em con này size M mặc đẹp 60 cho tới 68 cân.
dài 70 ngang 52 các bác nhé. Con này 500.000, lên cho em mã. Con này 800.000 các bác nhé, lên cho em mã K17 800 các bác nhé, size M chốt cho em. Con này siêu đẹp, không có gì để chê, nó còn rất là mới, cổ lông tháo được luôn. Đó, con này hay ở cái các bác biết sao không? Hai áo nó đều có tem cốt, tem cổ và tem sườn hết. Có nghĩa là nó vừa là một áo nhưng mà nó lại vừa là hai áo riêng biệt hoàn toàn luôn. Đó, mua một được hai các bác nhé. 800.000 là quá rẻ. Rồi các bác chốt cho em mã K17. K18 lên cho bác một bản áo của thằng Everlast. Con này phao của thương hiệu làm đồ cũng rất là tốt đây. Dòng 750 luôn. Tem của Nhật các bác nhé, con này cũng là phao lông vũ, dòng phao béo luôn các bác này, đẹp lắm. Nó rất là mới luôn đấy ạ. Rồi con này hiện tại em 72 cân thì mặc có vẻ hơi bị rộng một chút thôi. Đó, con này bác nào mặc đẹp từ 73 cho tới 78 cân nhé. 73 cho tới 78 cân, cao 1m7 đổ lên mặc đẹp cho em. Con này sẽ là size XL đấy các bác, size XL. Con này thì cũng chẳng có gì để giới thiệu nhiều, nó là con áo rất là chất lượng thôi. Phao vẫn là phao lông vũ 100%. Nó là Everlast nha, USA. Đẹp các bác này, size XL cho em nhé. Dài 78, ngang 62, vai 52. Con này 460.000. Các bác lên cho em mã K18. K19 lên cho bác thêm một bản phao lông vũ. Con này hàng cũng rất là đẹp này. Con này nó đẹp ở cái phối màu rồi các bác. Con này nó đẹp ở cái phối màu. Và nó sẽ là một con phao lông vũ, dòng phao béo lông vũ các bác nhé. Con này cúc của nó sẽ là cúc bấm như thế này. Nó sẽ là một con phao cúc bấm, nói chung mặt nó cũng tiện. Màu đẹp lắm các bác nhá. Con này là một phối màu khá là lạ đây. Chuẩn size L cho em đi các bác này. Chuẩn size L lấy cho em con này, nó cũng rất là đẹp này. Đó. Mặc đi chơi đi làm. Được chưa ạ? Phao lông vũ luôn các bác nhá. Form áo thì nó cũng rất là chuẩn chỉ luôn. Hàng Nhật Bản luôn ạ. Con này chốt cho em size L các bác nhé. Bác nào trên dưới 70 cân, bác nào mà cỡ 68, 71, 72 cân, cao 1m7 mặc mã này xem là đẹp. Con này thì nó cũng mới tinh tương, nó cũng mới rất là mới luôn. Phao lông vũ các bác nhé. Con này dài 74, ngang 56, vai 46. Con này 430.000. 430, bác lên cho em mã K19. K20 em có con này cũng hay này. Em có con Kuma nỉ. Ta đến với một sản phẩm khoác nỉ các bác nhé. Con này gió nỉ, nó sẽ là gió hai mặt luôn. Con này các bác mua một cũng được hai luôn, mua một được hai luôn các bác nhé. Hàng của Puma luôn, ngoài sẽ là gió, bên trong sẽ là nỉ, và cả hai mặt nó đều rất là mới. Đó, hàng mà hai mặt kiểu một mặt là gió, một mặt nỉ thì nó cũng là hiếm đấy các bác nhá. Màu nào nó cũng đẹp, màu nào nó cũng mới luôn. Con này 73-78 cân, 73-78 cân, cao loanh quanh 1m7 mặc đẹp cho em. Con này chốt cho em size L các bác nhá. Hàng chính hãng Puma đấy các bác nhá. Mấy cái dòng áo hai mặt thì tem cốt của nó sẽ để ở trong túi áo đấy các bác. Đó, các bác về bác tìm trong túi áo, nó sẽ có hệ thống tem cốt của thằng Puma đấy nhá. Để tìm cho các bác kiếm được. Đây, Puma thị trường Nhật đấy các bác nhá. Con này mặc cũng đẹp, con này thời tiết mà nó chưa quá lạnh sâu thì các bác mặc mấy cái mã này cho em đẹp. Nó là áo hai mặt đấy các bác nhá. Dài 74, ngang 62, con này chốt cho em size XL nhá. 350.000. F à T à K20 các bác nhá. K20 350, áo hai mặt đấy các bác, quá rẻ rồi. Tiếp theo này, K21 bác nào mà size M. Con này mà size L sao được, con này nó đang để là size L đấy. Con này em nghĩ nó loanh quanh size M thôi. Tại vì hàng áo phao này thì các bác biết rồi, nhà bên em tư vấn thì cứ tư vấn theo size thôi. Và phải mặc thử cho nó chắc. Con này size L thì hơi nhỏ rồi. Con này chốt cho em size M thôi, size L thì bác nào mà kiểu mặc slim fit, mặc kiểu nó hơi ôm ôm ấy. Size L thì mặc con này nó bí bách quá. Con này mặc đẹp cho em thì chốt cho em size M thôi các bác nhé. Con này 60 tối đa 68 cân, cao 1m7 quay đầu thôi các bác nhé. Con này là một con phao, cũng gọi là phao khá là dày dặn đấy. Con này là một con phao của thằng New Balance các bác nhé. Nó cũng là thương hiệu thể thao lớn luôn đấy. Con này thì như mới luôn, như áo các bác mua mới luôn.
Con này chốt cho em size M thôi. Con này thì nó sẽ là phao trần bông thôi. Phao trần bông không phải lông vũ các bác nhá. Phao trần bông thôi nhưng con này nó mới và nó cũng rất là ấm đấy các bác nhá. Bác nào không thích lông vũ thì có thể lấy con phao trần bông cũng ok. Size M, dài 68 ngang 52, con này 360 thôi như mới ạ. K21. K22 lên cho bác thêm một bản áo phao của thằng First Down ạ. Con này like trước hình như cũng bán được là hai con. Like phải thêm một con này cũng rất xuất sắc. Size L lấy cho em hàng của First Down USA luôn nhá. Lông vũ 100%. Lông vũ 100%. Con này như áo mới luôn. Phối mạp muối vào cũng rất đều và đẹp các bác nhá. Chuẩn size L, con này cũng trên dưới 70 cân. 68 72 cân, cao 1m7, mặc cho em là đẹp các bác nhá. Hàng First Down USA ạ. Tem của nó vẫn là tem Nhật đó nhá. Pha lông vũ 100%, form đẹp, áo như mới. Size 68 ngang 58, vai 48, con này 450.000. Các bác lên cho em mã K22. K23 có con này cũng rất là hay. Con này em có một con Kappa, cũng là dòng Kappa đời cổ đấy các bác. Mấy cái sản phẩm của mấy cái thương hiệu thể thao lớn mà kiểu mấy cái sản phẩm đời nó bị sâu như thế này đấy các bác. Nó rất là đẹp. Nó đẹp lắm. Đó. Hàng thể thao ngày xưa người ta làm. Bác nhìn mặt nhìn nó. Quá đỉnh. Rất là mới luôn. Con này nếu như cái logo này nó là logo thêu thì em nghĩ nó sẽ hoàn hảo hơn. Nhưng mà đây là logo cao su, logo ép nhiệt thôi. Các bác mà giặt áo thì cũng phải chú ý cái logo, mấy cái logo ép nhiệt này nhá. Giặt nhẹ nhàng thôi. Đó, nó mà bị bong cái logo này ra thì áo rất là xấu. Em nghĩ con này các bác vệ sinh, các bác giặt hấp là ok. Con này là một con Kappa quá đẹp. Như em đã nói rồi, nó ngoài có giá trị về cái mặt thẩm mỹ thì nó còn có giá trị về mặt sưu tầm nữa. Và mấy con này đời sâu nhưng nó phải mới các bác nhá, chứ không phải là đời sâu mà nó cũ, nó bẩn. Nó mới lắm. Nó cũng mới như mấy con kia thôi. Con này 70, 75 cân, cao 1m7 nhá. 70, 75 cân, cao 1m7. Bác nào mà dân chuyên thể thao ấy, lấy mấy cái mã này cho em rất là ok. Nó vẫn là khoác rất là dày dặn đấy nhá. Nó là con khoác cũng rất là dày luôn đấy. Mặc mùa đông là đủ ấm nhá. Con này nó còn có mũ đây này. Dài 76, ngang 62, vai 52, con này 70, 75 cân mặc đẹp, tối đa là 78, 80 cân các bác nhá. 78, 80 cân mặc vẫn vừa, vô tư cho em ạ. Rồi con này dài 76, ngang 62, vai 52, con này K23, con này 320. K24 đây ạ, thêm cho bác một con lông vũ. Lông vũ này thì sẽ là size M, con này thì vẫn là hàng của Uniqlo, form là form phao béo, phối màu một màu đen trơn đơn giản thôi. Nhưng con này thì kể cả form người các bác như thế nào, các bác mặc quần áo này lên thì nó cũng vẫn rất là đẹp các bác nhá. Cao, thấp hay là gầy, cứ mặc phao béo lên là đẹp các bác nhá. Con này size của nó là size M cho em thôi. Con này 60, tối đa 68 cân, cao 1m7, quay đầu. Con này phao lông vũ, con này cũng là con áo có mũ luôn. Mũ này cũng là mũ liền nhá, con này 60-68 thôi. 60-68 cân, cao 1m7, quay đầu các bác nhá. Chốt cho em con này chuẩn size M luôn. Vẫn là con áo Uniqlo chính hãng đến từ Nhật Bản. Bạn phao lông vũ 100% luôn. Dòng tem đen cao cấp size M các bác nhé. Giới thiệu cho nhiều, bán có 450.000 rồi đó các bác. 450.000, dài 70, ngang 52, vai 46, này K24, 450.000 các bác nhé. K25 em có con này cũng hay. Nó sẽ là một cái dòng áo để các bác mặc kiểu mặc đi tuyết. Đi tuyết. Nói chung là mặc ở những nơi có cái thời tiết nó khắc nghiệt một chút. Mấy cái dòng áo của Nhật thì các bác nó chuyên sản xuất mấy cái áo kiểu như thế này để đi vào cái thời tiết nó có tuyết rơi hoặc những khi có thời tiết nó siêu lạnh này. Con này thì nó cũng là một con áo kiểu nó vừa đẹp, nó vừa thời trang và nó có vừa mấy cái công nghệ để chống nước này kia đấy các bác, rồi đi tuyết. Nói chung hàng của Nhật nó làm thì rất là chất lượng, rồi các bác yên tâm. Các bác về các bác mở cái gói hàng ra là các bác biết. Còn giới thiệu đây thì nó mang cái tính chất là tham khảo thôi. Bởi vì khi các bác nhận hàng thì các bác vẫn có thể kiểm hàng. Đúng cái kỳ vọng của các bác thì các bác lấy thôi. Còn hàng này các bác lưu ý giúp em là chốt chắc giúp em nhé. Nếu mà bom, đặc biệt là bom áo phao thì bên em quá hai đơn, bên em sẽ ngừng phục vụ cái sản phẩm áo phao cho khách hàng đó luôn. Bởi vì áo phao thì bên em, cái áo phao nó rất là nặng.
và cái phí ship nó rất là cao các bác nhé. Nên đôi khi cái áo này mà ship đi ship về nó phải đâu đó cũng phải hơn 100.000 này các bác. Mà thì làm gì còn lời mà lỗ như thế, thì tốt nhất là dừng phục vụ các bác nhé. Bởi vì áo này thì quá rẻ so với cái chất lượng các bác nhận về. Con này có mũ luôn, con này mặc siêu ấm luôn. Bởi vì nó sẽ là cái dòng mà đi bão đi tuyết đấy các bác nhé, phao đấy ạ, không phải áo gió đâu. Con này bán giá cho bác mức giá trải nghiệm luôn nhé, 350.000. Dài 72 ngang 60, các bác lên cho em mã K25 ạ. K25 các bác nhé. Con này để cho bác mức giá là 350.000. Các bác lên cho em mã K25. K26 có con này cũng hay này. Con này nó là con của thằng Logo Days. Con này hay ở cái nó là áo phao mà nó phối cả nỉ này. Nỉ của nỉ bông đấy các bác. À phối với bông ấy. Nó cũng là một cái form áo rất là hay, rất là đẹp để các bác mặc vào mùa đông ấy. Nói chung mấy con áo này các bác nhìn thôi là đã thấy ấm áp rồi. Bác nhìn qua thôi là các bác đã thấy nó rất là ấm áp rồi. Phao này là phao trần bông thôi chứ không phải là phao lông vũ đâu các bác nhé. Nhưng con này là một con rất là lạ. Nó cũng xứng đáng để các bác có thể mua. Con này size L nhưng mà con này em tư vấn cho các bác là cỡ 60 cho tới 70 cân thôi nhé. 60 cho tới 70 cân, cao 1m68, quay đầu mặc là đẹp rồi. Con này thì em 1m72 thì mặc cái phần tay của nó hơi bị ngắn. Cảm giác nó không được thoải mái vừa vặn cho lắm đấy các bác. Con này rất là dài, rất là ấm các bác nhé. Hàng của Logo Day nó cũng là thương hiệu lớn. Nói chung là đẹp, là mới các bác nhé. Nói chung rất đẹp và rất mới luôn ạ. Con này 350.000 thôi ạ. 350.000 các bác không nghe nhầm đâu. Áo phao này 350.000 thôi các bác nhé. Hàng đầu mùa lưu ý giúp em. Khi nào mà nhà hàng nhà bên em nó vào mùa rồi, bên em sẽ để lại cái giá nó cao hơn một chút, thì cũng mong các bác vào ủng hộ nhé. Con này dài 70 ngang 60, con này 350.000. Lên cho em mã K26. K27 có con này mới đỉnh này. Con này em mới hôm qua em treo bên trên, rất là nhiều người hỏi luôn. Chắc chắn là bởi vì đây là một bản áo quá đẹp. Một bản áo quá đẹp của thằng Fred Perry các bác nhá. Con này cũng là dòng đời sâu đấy, nhưng mà cũng rất là may mắn, con này độ mới của nó cũng còn rất là đẹp. Size của nó size L. Dòng áo này thì nó đắt mà các bác, nó đắt ngang ngửa với thằng Burberry ấy. Thương hiệu nó cũng lớn ngang ngửa nhau ấy, chứ nó không có phải là thương hiệu tầm trung đâu. Con này hàng mấy cái áo polo, mấy cái áo thun cổ bẻ của nó bán cũng vài triệu đấy các bác, 7-8 triệu, thậm chí trên chục triệu một áo. Con này thì nó đang để là size L, form vẫn là form bomber thôi. Nhưng con này để nếu mà để thích hợp mà mặc vừa vặn mặc đẹp ấy, thì bác nào size M chốt nhá. Size M chốt các bác nhá. Con này cái bo ở dưới nó cực kỳ ôm luôn. Nó rất là ôm luôn. Nên em nghĩ bác nào mà size L mặc con này thì cảm giác nó sẽ không thoải mái lắm đâu. Con này nếu mà để mặc đẹp thì chốt cho em size M các bác nhá. 66 cân, cao 1m68, quay đầu thôi. Fred Perry, logo là thêu nhá. Nói chung đẹp, con này gió nỉ nhá. Chất dù nỉ, con này bán cho các bác mức giá về trải nghiệm luôn. À một lưu ý giúp em nhá, con áo này thì mới thì vẫn bao cho các bác áo còn tốt, còn mới. Nhưng con này ở mấy cái phần phối màu trắng như thế này có thể nó dính một vài vết bẩn nhỏ, thì về các bác tự xử lý cho em nhá. Đó, về tự xử lý cho em. Con này em bán giá chơi chơi thôi. Con này 330.000 thôi các bác nhá. 330.000 thôi. Dài 65 ngang 58 vai 50. Con này 330 lên cho mã K27. K28 đây, lên cho bác một con Adidas. Nếu các bác nhìn con áo này thì các bác sẽ thấy đây là một con áo rất chất lượng của thằng Adidas nó đã sản xuất ra. Và đây là một cái dòng áo nó đã sản xuất cách đây em nghĩ cũng phải tầm 20 năm rồi. Đây cũng là một cái dòng Adidas, một dòng Adidas để các bác đi bão nha, như bão đi tuyết ấy. Dòng Snow Gear. Con này đẹp lắm các bác ơi. Con này thật sự là một con áo, ví dụ không biết nói gì hơn. Đây là đát ba lá nha. Nó dày lắm, con này là dòng chui cổ các bác, dòng chui cổ. Con này nó cũng rất là ấm bởi vì nó dày, cũng giống như là áo phao đấy các bác. Thật ra con này em khui từ năm ngoái, là em treo ở shop từ năm ngoái đến bây giờ. Thậm chí em còn chưa mặc một lần nào luôn đấy. Đó, các bác nào mà đã mua hàng đông năm ngoái ở nhà bên em thì chắc chắn sẽ thấy con áo này rồi. Đó, hàng nhà bên em thì đã nói rồi, con áo nào cũng bán hết, áo nào cũng bán hết nha. Chỉ có điều là em sẽ tìm cái thời gian nó thích hợp thôi. Em nghĩ ngày hôm nay cũng là thời gian thích hợp để tiễn con áo này lên đường các bác nha. Về với chủ mới cho em này. Con này em sẽ không mặc thử đâu.
Em sẽ để y như vậy luôn, từ lúc vui về cho tới lúc bán cho các bác luôn, sẽ để y như vậy luôn nhé. Đắt 3 lá chính hãng nhé. Các bác mua được con này thì cũng chúc mừng các bác luôn. Con này chốt cho em size sẽ từ 70 cho tới 80 cân, mặc đẹp, mặc rộng cũng đẹp. Mặc rộng rộng một chút, con này cũng rất là đẹp các bác nhé. Cứ chốt cho em 70 cho tới 80 cân nhé. Con này chốt cho em là size L đi, 70 cho tới 80 cân ạ. Cao 1m7 đổ lên nhé. Đắt 3 lá. Con này có mũ luôn, đầy đủ hết. Con này cũng sẽ để cho các bác mức giá là cái mức giá cực kỳ ưu đãi luôn các bác nhé. Bởi vì em không muốn bán con này một chút nào đâu, không muốn bán nó đâu nhé. Dài 82 ngang 60. Con này 450.000, các bác lên cho em mã K28. K29 lên cho bác thêm một bản áo đi bão đi tuyết. Con này hàng Nhật Bản luôn, đây cũng là quần áo rất là đẹp. Nó giống y hệt con kia thôi, nhưng nó sẽ khác phối màu của bác nhé. Giống y hệt nhưng nó sẽ khác phối màu. Mấy con này các bác mặc đi chơi nó cũng đẹp lắm, nó không phải là dạng vừa đâu. Mấy con này các bác chạy mô tô cũng đỉnh luôn. Form áo của nó cũng không khác gì áo mô tô đâu, giống lắm. Hay là mấy con này là mấy con áo mô tô mà chạy trong mùa đông các bác nhỉ, kiểu chạy vào mùa đông ấy, đúng không ạ? Bác nào biết thì comment các bác nhé. Còn áo này thì khui kiện ra thì chia sẻ cho các bác mấy con áo này mức giá tốt luôn. Áo này nó đẹp lắm, 350.000 thôi. 350.000, dài 70 ngang 56 nhá. K29 con này 350.000. Các bác yên tâm các bác nhá. Hàng nhà bên em bán cho các bác thì tối thiểu cái số tiền các bác bỏ ra nó sẽ xứng đáng với cái sản phẩm các bác nhận về nhá. Còn mấy con áo này em đang bán ở đây thì các bác đang mua với mức giá là nửa giá rồi đấy. Bởi vì áo giá này thì nó rất là rẻ, bán gấp đôi thì chắc chắn vẫn bán được thôi. Con này K29 các bác nhá, 350.000. K30 có con phao này cũng đẹp. Lâu lâu mới ra được một con phao kiểu nó kiểu màu sáng màu đấy các bác. Lâu lâu mới ra được một hai con sáng màu như thế này thôi. Rồi, con này các bác chốt cho em sẽ là size L các bác nhá. Con này vẫn là một con, đây vẫn là một con phao của thằng Nhật Bản nó là. Con này form khá là ôm đấy. Con này bác nào mà cỡ 60 68 cân thôi nhá. 60 68 cân, cao 1m7 quay đầu. Con này mà 70 ấy, mà 70 cân đổ lên thì mặt sẽ bị kích, sẽ bị ôm đấy. Con này 70 cân quay đầu thôi. 60 68 cân, cao 1m7 cho em nhé. Đây vẫn là một con phao của Nhật Bản. Chất lượng rất là tốt, màu sáng màu rất là hiếm. Lâu lâu mới về được một con thôi. Dài 72 ngang 54 vai 45. Con này các bác lên cho em mã K30, K30 con này 330. K31 đây cho bác thêm một con phao phao múc, phao béo đây các bác này. Đẹp lắm ạ. Các bác mà chơi phao nhà bên em thì các bác phải đợi nhé. Bởi vì em sẽ cố gắng lên cho bác cỡ 3 ngày, em sẽ lên cho bác một kiện phao. 3 ngày sẽ lên một kiện phao các bác nhé. Bởi vì hàng phao này hàng cắt kiện xong về rồi còn làm rất là nhiều công đoạn này các bác. Ủi một cái áo phao như thế này mà để nó ra được cái form chỉnh chu phẳng phiu như thế này thì cũng phải mất tầm ít nhất là 20 phút cho một áo đấy các bác. Chứ nó không có nhanh đâu. Đó. Ủi là phải ủi toàn bộ bằng bàn ủi hơi đấy các bác. Nó mất công lắm. Phục vụ cái dòng áo phao này nó mất công lắm các bác. Mà chỉ một con áo hoàn về thôi là coi như lỗ rồi. Nên các bác mua này phải cân nhắc kỹ giúp em nhé. Giá nó đang tốt. Ví dụ em bán giá cao thì không sao. Các bác có thể khó tính. Nhưng mà giá đang rất là tốt và hàng nhà bên em thì vẫn là hàng phao top đầu luôn. Nên các bác cân nhắc về size số, chiều cao, cân nặng giúp em nhé. Rồi con này các bác lên xem mã K31, dài 74, ngang 65, vai 55. Con này 75-80 cân, mặc đẹp. Thích mặc rộng rộng một chút thì 70-72-73 các bác nhé. Con này chốt cho em là size XL. Con này dài 74, ngang 65, vai 55, 400. K31, 400. K32 có con này cũng hay này, có con Fila các bác nhé. Có một con Fila, con này cũng kiểu áo phao, phao trần bông xong rồi phối mấy cái nỉ bông như thế này này, nhìn nó cũng rất là hay. Con này thì nó sẽ làm theo cái hơi hướng là các bác khoác kiểu nó sẽ nhẹ nhàng ấy. Giống như các bác khoác mặc ở nhà hoặc mặc đi chơi uống cà phê, cà pháo với bạn bè khoác vào thì ok. Chứ cái form áo này em nhìn nó cũng không được kiểu quá là thời trang ấy, để các bác có thể mặc đi chơi. Nhưng mà đây vẫn là con Fila siêu mới các bác nhé.
xong các bác mua cái này đó mặc chơi chơi ở nhà nó cũng ok, hàng Fila thì mức giá 200-300 thì cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, nó cũng là thương hiệu rất là đắt tiền nhé. Còn cái này khỏi thử luôn đi, em báo size cho các bác luôn, cái này 60-68 cân này, 60-68 cân các bác nhé, cao 1m68 quay đầu thôi ạ. Cái này hàng của Fila chính hãng luôn. Tem cốt là đầy đủ các bác nhé. 60-68 cân thôi các bác nhé. Cái này nó cũng dùng cái dòng khóa hai chiều luôn. Rất là cứng cáp, rất là chắc chắn cho các bác luôn. Con áo này như mới nhé. Tại vì cái khóa này hiện tại kiểu em cầm như thế này mà em kéo lên nó hơi bị khó. Khóa này còn dùng ngon, áo nó như mới chứ không phải bị hỏng khóa đâu các bác nhé. Yên tâm ạ. Con này để cho các bác mức giá là 320, dài 68, ngang 58, vai 50 nhá, 320. Cái phối như thế này nó khá là hiếm đấy. Phối phao mà phối với cả thằng nỉ bông cái này này. Logo Fila đấy ạ. Con này 320 thôi các bác. K33 lên cho bác thêm một bản áo phao béo nhá, nhưng con này sẽ là phao kiểu phao phao trần bông thôi. Con này phao trần bông size S luôn, bác nào mà cỡ trên dưới 50 cân này. 48 cho tới 50 cân mặc mã này cho em nhé. Con này phao trần bông thôi nhưng nó cũng là phao của thằng Nhật Bản đấy các bác. Đó. Mới tinh cho em nhé. Con này mặc cũng rất là ấm rồi. Rất là ấm rồi nha các bác. Dài 65, ngang 53, vai 45 ạ. Con này 360.000. Các bác lên cho em mã K33. Rất mới, rất đẹp. Nó là cái dòng phao béo đấy. Rồi con này K33, 360. K34 này. K34 lên cho bác một bản áo nữ đi. Ngày hôm nay cũng có tầm 2-3 con áo nữ, không có nhiều đâu. Con áo nữ này là một con phao lông vũ của thằng Lê Cốp Sport nhá. Còn rất là mới, màu cũng rất là dễ thương, dễ mặc. Rồi chốt cho em con này là size L của nữ các bác nhá, size M, size L của nữ đều mặc được. Size M, size L của nữ nhá, trên dưới 50 cân mặc ok cho em mã này. Màu rất dễ thương. Phao lông vũ của gà luôn nhá, dòng này mua mới không có rẻ đâu ạ. Dài 65, ngang 48, vai 39, con này 300.000 ạ. Các bác lên cho em mã K34 này. K35 ạ, lên cho bác thêm một con phao, con này là phao màu trắng, hàng Uniqlo, con này phao nữ nha. Đó, lâu lâu mới được một con áo phao màu trắng mà nó ra ngay size của nữ này. Uniqlo chuẩn size XL luôn ạ. Rồi, phao này dành cho nữ cho em nhá. Con này mã K35, size XL. Dài 65, ngang 54, vai 42, con này 260. K35. K36 đây, con áo này thì nó từ Calais trước này, con hàng của Buckley, khách có đặt rồi nhưng mà không cọc, bên em hủy luôn. Khách mới là phải vui lòng cọc giúp em nhé. Mã này ngày hôm đấy có mấy người hỏi này. Bác nào ngày hôm đấy có hỏi thì có thể lấy con này ngày hôm nay các bác nhé. Size con này sẽ là size M của nữ. Áo phao size M của nữ các bác nhé. Hàng của Buckley mua mới là vài triệu một áo đấy các bác. Con này thì mới như một con áo mới luôn. Chốt cho em con này size M nữ, con này 280.000. Dài 82, ngang 50, vai 40, con này K36, 280 các bác nhé. K37 có một con đát này cũng form của nó sẽ form hơi dài nhá. Đát này cũng là đát phao trần bông. Size con này đang để là size L này. Đấy. Bác nào size L mà thích mặc cái form nó hơi dài xuống một chút cũng rất là đẹp đấy các bác. Hàng nó còn là hàng của đát nữa. Đát chính hãng các bác nhá. Con này size của nó sẽ rơi vào tầm size L này. Con này chuẩn size L luôn. 70-75 cân, cao 1m7 đổ lên, mặc đẹp cho em mã này. Hàng đát chính hãng nhé, con này phao trần bông thôi. Nhưng mặc nó cũng rất là ấm. Đó, bác nào chuẩn size L lấy. Con này form của nó nếu mà 1m7 thì form nó dài chưa tới đầu gối đâu. Rồi con này để cho bác mức giá là 280 đi. 280, con này bán rẻ thôi bởi vì nó có một vấn đề nhỏ nhỏ với cái đầu khóa này này. Ở đây nó có một cái miếng nhựa nữa để kéo đấy các bác cho nó dễ nhưng mà nó bị rụng rồi. Đó thôi, đấy không phải là lỗi đâu nhưng em cũng báo cho các bác chi tiết như vậy nhé. Con này 280.000, dài 90, ngang 60, chốt cho em con này size L, mã K37, con này 280. K38 đây cho bác một bản áo phao, con này hàng của Lacoste các bác nhé, một con phao Lacoste màu nâu. Con này có lỗ nhẹ này, con này trên vai này, nó có dính một cái vệt bẩn như thế này. Vệt bẩn này thì em sẽ không chắc là có giặt được hay không. Nên con áo này em bán cũng sẽ rất là rẻ thôi, nhưng các bác đừng có lo quá. Con áo này là một con áo hai mặt này. Đó, nếu cái mặt kia mà cái vết bẩn nó không tẩy được ấy, thì các bác có thể đổi qua mặc cái mặt này cho em.
Mặt này màu nó cũng đẹp. Mặt này thì cái vấn đề các bác về các bác phải làm là các bác xử lý cho em mấy cái bụi vải đấy nhá. Mấy cái này dễ xử lý lắm các bác về lấy cái dao cạo râu hoặc là bác nhà bác nào mà có cái máy đánh xù vải ấy, đánh đi cho em. Vải nó không bị xù đâu, nó bị dính mấy cái kiểu bụi vải đấy mà em giặt mãi nó còn không ra đấy. Về cái này các bác có thời gian các bác lấy cái dao cạo râu bác cạo nhẹ là nó sạch thôi, mất tầm 5 phút là xong rồi. Còn áo này thì bên em đã giặt rồi. Lacoste này mặc được hai mặt bao cho các bác, con áo này còn rất là đẹp. Đó, cái vấn đề của nó thì chỉ gây vết bẩn trên vai thôi. Cái này về các bác xử lý được thì xử lý, không thì để mặc luôn cho em cũng được nhá. Em nghĩ là cái này khả năng xử lý được cái vết bẩn này hơi khó đấy, hơi chua đấy các bác nhá. Như con này mặc được hai mặt, nói chung con này còn rất là mới luôn. 350.000 các bác nhá. 360 đi, 350.000 thì lỗ quá. Con này 360 các bác nhá. Dài 75 ngang 59, con này các bác lên xem mã K38 này. K38 con này 360. Hàng Lacoste chính hãng, thị trường của Nhật Bản, các bác nhá. Áo thì còn nhìn rất là mới. Đây, các bác nhìn cái nước áo là các bác biết rồi nhá. Mới lắm. Lacoste 360 K38. K39 đây còn một hai con áo mà kiểu đi tuyết đi mưa đấy quá. Mấy cái dòng này các bác mặc đi tuyết rất là đẹp nhá, rất là ấm. À quên, các bác mặc vào thời tiết nó lạnh này các bác, bởi vì đây là mấy con áo đi tuyết ở bên thị trường Nhật nên các bác mặc vào mùa đông ở Việt Nam thì cũng rất là ấm. Hàng này là hàng của Decente này, con này nó ở Calai mấy hôm trước, mấy tuần trước rồi. Con này ngày hôm nay em sale cho các bác luôn. Đây là một con áo rất là dày, rất là đẹp và rất là ấm. Nó là một con áo thị trường của Nhật nhé, hàng của Decente. Rồi con này ngày hôm nay em để cho các bác mức giá sale sẽ là 200.000 các bác nhé, 200.000 ạ. Calai nào cũng vậy, em cũng sẽ chọn ra một vài mã để bán sale cho các bác luôn. Chứ hàng nhà bên em không giữ ở trong kho rồi mấy hôm nữa lên lại mà bán giá cũ được, các bác không có chuyện đấy được các bác nhé. Dài 76 ngang 60 vai 58, con này 200 các bác nhé. Các bác lên cho em mã K39. Con này bác nào 70 78 cân mặc đẹp cho em, rất là ấm. 200 thôi. K39. K40 con này cũng vậy này. Nhưng mà con này cái giá sale tốt nhất mà em để cho các bác là chỉ là 300.000 được thôi. Giá 300 con áo này là em đã sale rồi nhá. Con này là một con áo cực kỳ đẹp. Con này không biết vì sao mà các bác lại để lại ở Calai trước nhỉ. Con này thật sự áo mà em khoác thôi nó cũng rất là đẹp rồi. Dày dặn lắm các bác nhá, nó cũng là cái dòng áo để đi mưa, đi tuyết, đi bão luôn đấy. Và các bác mặc thời trang thì nó cũng rất là đẹp luôn. Con này ngày hôm nay em sale giá cuối cùng là còn 300.000. Đó, con này là lên sóng lần thứ 2 rồi nhá. Nó mới có mức giá là 300.000 thôi. Con này ngày hôm nay nếu mà không bay nữa thì em sẽ để em mặc. Em sẽ để em mặc các bác nhá. Con áo này thì rất chất lượng. Nó dày hơn áo phao nhiều lần luôn các bác nhá. Đây là áo phao. Nói chung là đẹp lắm. Con áo này on web của nó cũng là mấy triệu rồi. Hàng của Phoenix đấy các bác. Con này 300.000 thôi. XL các bác nhá, tối thiểu 75 cân, tối đa là 83-84 cân. Rồi mã cuối cùng, con này ngày hôm nay sale còn 250.000 luôn. Con này thì thật sự nó là quần áo chất lượng rất là tốt, nhưng em nghĩ do cái phối màu của nó hơi khó mặc. Hơi kén người mặc chứ không phải là khó mặc nhá. Con này cũng là hàng của Phoenix, cũng là cái dòng mặc đi bão đấy. Ở mấy cái chỗ thời tiết nó khắc nghiệt thì các bác. Đó. Con này thì dòng áo trồng cổ nhưng form áo của nó vẫn là form áo phao luôn. Con này size L các bác nhá, trên dưới 70 cân, bác nào 68, 75, 76, 77 cân mặc đẹp. Con này chốt cho em size XL đi. 80 cân mặc con này vẫn vô tư luôn. Chốt cho em chiều cao cân nặng con này 70, 80 cân nhá, cao 1m7 độ lên. Con này ngày hôm nay để cho bác mức giá còn 250.000 thôi. Lên cho em mã K41, mã cuối cùng các bác nhá. Rồi tối mai thì chúng ta sẽ quay lại với những mã áo len hàng mới về của nhà bên em nhá. Len ngày mai thì cũng toàn len đẹp hết các bác nhá. Rồi cảm ơn các bác rất là nhiều.